mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Quy mô cuộc thi Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu lớn thế nào? Lê Nguyễn Bảo Ngọc vừa giành vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2022 tại Ai Cập. Năm 2018, Lê Âu Ngân Anh từng đạt giải Á hậu ở cuộc thi này. Theo chia sẻ từ đơn vị tổ chức, 2022 là mùa thi kỷ niệm 50 năm của Miss Intercontinental, Hoa hậu Liên lục địa. Như vậy có thể thấy, sân chơi này có tuổi đời lâu năm và diễn ra thường xuyên. Các quốc gia từng đăng cai Miss Intercontinental bao gồm Ai Cập, Philippines, Colombia, Đức, Trung Quốc, Bahamas. Trên trang chủ Miss Intercontinental, cuộc thi được giới thiệu tổ chức lần đầu vào năm 1971 với quy mô một sự kiện thúc đẩy du lịch tại vùng đảo ở Aruba. Bắt đầu bằng tên gọi Teen Pageant, sân chơi này chỉ thu hút 35 thí sinh tham gia. Dần dần chương trình được mở rộng, số lượng ứng viên tăng đáng kể, đạt con số 70 đến 80 tùy từng năm. Miss Intercontinental nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp rực rỡ của sự đa dạng, là lời giới thiệu từ Hoa hậu Liên lục địa. Tuy nhiên, xét về độ phủ sóng cũng như sức ảnh hưởng, khâu tổ chức và truyền thông, Miss Intercontinental không được đánh giá cao. Danh sách Miss Grand Slam của chuyên trang Global Beauty gồm 5 cuộc thi Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Supreme National và Miss Grand International. Chuyên trang Missology lựa chọn danh sách Big Five là Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Supreme National và Miss Earth. Miss Intercontinental thuộc nhóm những cuộc thi sắc đẹp nằm ở phân tầng thấp hơn. Năm nay khi diễn ra trùng thời gian với Miss Grand International 2022, Miss Intercontinental gần như bị lấn át hoàn toàn. Miss Grand cập nhật đều đặn mọi hoạt động trên fanpage và luôn biết cách để thu hút khán giả qua từng vòng thi, sự kiện. Nhìn vào đêm chung kết 14 tháng 10 và cả những phần thi phụ trước đó, rõ ràng Miss Intercontinental không đầu tư vào khâu tổ chức, sân khấu được thiết kế sơ sài đơn giản. Kịch bản chung kết tẻ nhạt, ít kịch tính nhưng lại kéo dài lê thê với nhiều lần nghỉ giữa chừng để chèn quảng cáo. Theo format, Miss Intercontinental chỉ chọn top 20 rồi tiến thẳng đến top 6. Thế nhưng khán giả phải chờ hơn 1 giờ để biết kết quả top 20 và khoảng 2 giờ tiếp theo, danh sách top 6 mới lộ diện. Nhiều khán giả chia sẻ chương trình gây buồn ngủ, MC dẫn dắt thiếu hấp dẫn. Riêng màn trình diễn trang phục dân tộc ở phần đầu chương trình bị nhận xét thời lượng quá dài, không cần thiết. Bởi trước đó thí sinh đã có buổi thi riêng, sự lặp lại ở chung kết dễ gây nhàm chán. Quay trở lại với kết quả Hoa hậu Liên lục địa 2022, chiến thắng đã gọi tên Lê Nguyễn Bảo Ngọc của Việt Nam. Người đẹp Puerto Rico là Á hậu 1. 4 danh hiệu Á hậu còn lại thuộc về đại diện Brazil, Nigeria, Đức và Venezuela. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.